OK, cuộc hòa chung nhau năm đi tổ chức đánh lại không. Chúc mừng hạnh phúc của đôi phía mẹ mẫu. Có sắc vàng là ta sắc khỏe cũng để sò kính mây. Cô sông ngọc thính sáng trên cánh chú rể vân hầu. Đến với đại diện sọc phái phú gia tại nay. Qua bàn thử mát của sân khấu chính bày. Phát nào thầy ta đánh lại pháp quán hỏa hàn hòn tết ngài của mẹ phía đồng bản huống mi nào cũng bằng mừng đi sò kính mây. Thì ban tổ chức tôi cũng trân trọng kính mời cô sâu ngọc thính sánh duyên cùng chú rể vân hậu cũng như là đại diện phái đoàn hai bên gia đình xin chào mời với trung tâm sân khấu chính để ra mắt các tập thể quý vị quan viên khách quý trong buổi trưa nay. Trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, kính thưa tập thể quý vị quan viên khách quý, một thật đúng là yêu nhau mấy núi ta cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy lục đèo thì ta cũng qua, mà yêu nhau thì chẳng quản gần xa, yêu nhau thì để mẹ cha vừa lòng đúng không ạ? Dạ vâng ạ, kính thưa tập thể quý vị, ngày vui ngày hạnh phúc trăm năm của cô dâu và chú rể sẽ không thể thiếu được những công ơn sinh thành dưỡng dục của những bậc làm cha và làm mẹ. Thì ban tổ chức của tôi cũng trân trọng giới thiệu về phía phái đoàn của họ nhà gái có bố Lò Văn Phanh với là mẹ Lò Thị Lạ, đó chính là thân sinh và phụ mẫu của cô dâu Ngọc Thính sẽ trở về với trung tâm sân khấu chính để đứng cạnh người con thân yêu của mình. Trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa tất cả quý vị trân trọng và kính mến, và đúng đã đi khắp thế gian thì không ai tốt bằng mẹ, và gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Sinh con ra mong lớn trưởng thành, có lúc thì hoạn nạn, có lúc đắng cay, cha mẹ vẫn chăm con như hoa trên cành. Và hôm nay đây, ngày vui ngày hạnh phúc trọng đại nhất của cặp đôi nương, không thể thiếu được những bậc làm cha làm mẹ. Xin được long trọng kính mời đại diện của gia đình nhà trai có mẹ Nguyễn Thị Tài trở về sân khấu để ra mắt cùng hai con. Xin được long trọng và kính mời. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị quan viên khách quý, có sự hiện diện tại trung tâm khán phòng tiệc cưới của gia đình nhà gái chúng tôi trong buổi trưa nay. Và đang hiện diện trên sân khấu lễ đài tình yêu ở đây, đó chính là cô dâu Ngọc Khánh, cô dâu Ngọc Thính sánh duyên cùng chú rể Vân Hậu, cũng như đại diện hai bên gia đình. Xin mời toàn thể hội trường dành một tràng tay thật lớn để cùng chào mừng đại gia đình ạ. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị quan viên khách quý, cũng thật đúng là hoa hết cười từ đời ngày hạnh phúc. Chính là ngày cưới của đôi ta cho chắp cánh chim bay khắp dải ngân hà, từ trên đôi bạn trẻ của chúng ta trở về nơi tổ ấm. Qua quá trình tìm hiểu, cô dâu và chú rể của chúng ta họ đã chính thức tiến tới hôn nhân. Phải nói rằng là từ nay hai trái tim vàng trăm năm sẽ đập nhịp nhàng bên nhau, mà có chầu thì không thể thiếu được cau để cho ngôi anh thắm cho lòng anh say. Chú rể của chúng ta sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của người mẹ Nguyễn Thị Tài, và người con gái Ngọc Thính sinh ra và lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố Lò Văn Phanh và mẹ Lò Thị Lạ, và tình yêu đã đưa hai bạn đến được với nhau. Và ngay giờ phút này đây, được sự nhất trí của hai bên gia đình, có sự đồng tình của chính quyền địa phương, cho phép những người làm chương trình của chúng tôi xin được long trọng tuyên bố màn đài lễ phú quý của cô dâu Ngọc Thính sánh duyên cùng chú rể Vân Hậu. Vân Hậu, Ngọc Thính xin phép được chính thức bắt đầu. Xin mời để dành một tràng tay thật lớn để cùng chúc mừng họ. Dạ vâng, các bạn tổ chức tôi cũng chân ra mặt cho toàn thể quý vị quan viên khách quý có sự hiện diện tại trung tâm khán phòng tiệc cưới của gia đình nhà gái chúng tôi trong buổi tối nay. Xin chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Dạ vâng ạ, thật đúng là lấy chồng thì không chỉ riêng chồng, còn cha còn mẹ, còn ông còn bà, còn họ hàng nội ngoại gần xa, còn anh còn chị trong nhà với nhau. Thật đúng là cây có gốc thì mới nở cành xanh lá, nước có nguồn thì mới biển cả sông sâu, sông dài biển rộng mênh mông, công cha nghĩa mẹ đời đời không quên. Ngày hôm nay Ngọc Thính đã lớn lên đi xây hạnh phúc bên người mình yêu. Cha mẹ ơi, sớm tối trưa chiều, những điều dạy bảo là điều con mong. Thì ban tổ chức tôi cũng trân trọng và giới thiệu một vị trưởng đoàn của gia đình họ nhà trai sẽ có đôi lời cảm ơn cảm tạ tới toàn thể quý vị quan viên khách quý trong buổi trưa nay. Trân trọng kính mời bác ạ. Kính thưa các cụ, các ông, các bà và toàn thể qua những cô dì chú bác, hôm nay tôi qua những là chú và cháu cũng xin là đại diện vài lời bên họ nhà gái thì cũng đã cho phép được Hậu và Thính, thế và gia đình qua những là cũng đã cho phép, chính quyền địa phương cũng rất là qua những là cho phép. Thế thì hôm nay qua hai bên gia đình tạo dựng một bữa cơm thân mật, thế và qua như là gì cũng là rất là mời là tất cả hội huân ta là ăn bữa cơm và uống cốc rượu mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Thì qua như là tôi cũng rất là qua như là gì chúc sức khỏe với qua như là ban hội hôn. Tôi qua như là chú và cháu thì đại diện cho họ nhà trai dẫn cháu về đây hôm nay qua như này. Chính thức giờ này cháu dâu chính thức là cháu của chúng tôi, và cháu Hậu là cũng là qua như thế nào hôm nay là tôi cũng gọi là chính thức là con là cháu của gia đình họ nhà gái bên này. Thế thì tôi cũng xin hết
tiếp xúc của cho mọi người. Và xin trọng kính mời phái đoàn của gia đình nhà gái cũng có đôi lời phát biểu bằng tiếng Thái. Xin trọng kính mời bà. Hai khỏe khỏe sò chiếc, bò mẹ bì nồng hạc sường sò chiếc. Bò mẹ mũ lầu ban khẩu, tên cầu tên xíp tên sao. Bò mẹ sòng bảng sàm nát, sòng huyện sàm xá. Hết khỏi cả biển bà, lại diện tăng, tà nai, tăng phủ ninh, bò mẹ ai nồng ơi. Hồi sò phép là tô nồi nừng, thịt không tổng trần, thịt ăn tay làm hoa đất của bà mang xe đẩy, cơ bà mở con chứa chi tô khỏi cửa sổ. Phép đôi trường phụ trợ bàn, sổ phép ủng cánh quản chứng quyên trì bù. Sổ phép ải mặt trần phủ trang phùng tánh là mương hao năng. Xin đổ sang bón cò bón mề sầu qua. Dẹp kim tố bàn tố khóng, tố bàn tố mương, tố miếp bón đờ nề. Kề lại hải hoi đình bố trong hoi nam bố cúng. Bùn mương hao có bàn, bùn bàn có trà, bùn đung bùn tà. Cò đướm nhắn để đướm chè hề bày, tháng xì mỹ ón hôi. Ôi hạt tóc kèm bộ kèm bao cùng hòa tờ mới mong hòa phá mưa tờ nhiều mưa sồng nhiều chàng điên hứa chẳng sùng chàng trùng cò chẳng nhớ chẳng để nhớ biết đông sùng biết bà mà biết bò biết mè hà hương mấy cò sẵn sồng phải nụ làm hấu cơ bà mở báo xào đó cập tiền bà tìm hiểu hột cằn đầy mặt mèn kén quam đầy quam chu chẳng cân số ảo đầy quam báo quam xào chẳng cân số bò số mè sẵn quán bò quán mè cả chẳng bà đầy ơ đầy bòm bạc lầy ơ sổ mốc má chờ cơ bà mở bò mẹ ai nương ơi xin cả trắng để hà lầy một bà vườn phía trước vườn mà ơ hà để mưa đi bên trần mưa bót bên ngang xin cả trắng bà sạt đèn sẽ hà đèn pha xuống lầy bên đồi sang đồi thú bên cù sang cùng kim bên đồi sang đồi bếp bóp bấy đồi cái bóp xìa bên đồi phùa mía ơ bà ốm ình chùa đôi mưa nà đò sang khay cờ chơ ni mở cả trắng bà bón bò bón mè à phú gia đó có những kiếm ma hà đầy sắt xòa hòa ngâm mà dệt thịt xếp sòng phong xếp hà cơ bà mở xin cờ rằng bón hồng tà đằng mai hâu thế nhưng mới ở bò mẹ ải nồng chú phủ chú côn hạt tay ma chúc phúc chúc buồn hở sang bón đủ bón đàn hâu mở cờ rất là cảm ơn bò mẹ ải nồng ơi thứ nhất khỏi cờ sò chôm chúc hở phùa mía đủ tàu hâu cờ hào hẳn mặn dân sống trăm năm hạnh phúc các cần sò chôm chúc hở sang quán bò bón mẹ ải nồng chú phủ chú côn mở hạt tay ma chúc phúc chúc buồn hở sang đủ đàn phùa mía đủ tàu chúc khỏi khỏi cờ sò chúc hở bò mẹ phật cả hào hẳn mầm dân mướn tan sàn khẩn bàn bàn đời đời ơn dân kinh thảo lại na dân kinh bà táng mương tổ màu nữa dân khánh lầu bó có mương đùm ở đời nữa bò mẹ ai nồng ơi hào hẳn mầm dân nữa tổ cư trưởng phòng bò mẹ bên đồng ơi văn của chúng tôi cũng xin thay mặt cho hai bên gia đình xin được cảm ơn với toàn thể các cụ các ông các bà cô dì chú bác và các bạn trẻ nam nữ thanh niên đã không quản ngại đường xa xa xôi mang một chút nắng một chút gió một chút tình thương vào quê hương đã cùng trở về đây để cùng chung vui chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta được trăm năm hạnh phúc trong buổi trưa ngày hôm nay. Và để cảm ơn với toàn thể quý vị thì ban tổ chức tôi cũng trân trọng và kính mời anh chị trong bộ phận tiếp tân sẽ rót cho tôi một ly rượu nồng được không ạ để cảm ơn đến sự hiện diện của toàn thể quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Rất là trân trọng kính mời anh chị trong bộ phận tiếp tân của gia đình. Số mấy ai em nóc pa mè bạn huống nọ hạt bánh phải bẹ mang cạn mất tụng mất tôm mất bao đồ sòn lạt ai em nóc pa mè với khái đảo khái bay nơ chúc nhớ hạt sang quán phở mía sòng non đi hạt mất bền đồi thù cu kim hạt mất bền đồi xanh đồi bếp đất máy bền đồi xanh đồi cái bên xìa bền đồi phở mía báo xào ăn thầu áo nữa ai em nóc pa mè ơi. Vâng là xin chào kính mời toàn thể quý vị các bác anh chị chúng ta hãy cùng nhau nâng ly rượu của mình đây đi ạ. Thầy cứ sang đại diện các cú tăng già tăng cả tăng ngay cũng như chén lẩu hầm chúc ở thích lại cùng này bị nòng với các sòng bản sám na lại huyện lại xã hạt bánh bảy bìa mang càn hàng lại cua cái tăng mất tiền tòng hòa muôn nặng chuẩn sườn mới đi sòng kính mới thích lại của mẹ ải êm chúc phủ lại cô nó bỏ cả nhà nhỏ chén lẩu súng được của mẹ bị nòng ơi các bạn xin chào kính mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng nhau do thật to được không quý vị ơi. Chúc một khắc nghĩa dài trăm năm. Hôm nay kết tình thông gia tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long. Thì ban tổ chức tôi cũng xin chúc cho mối tình thông gia của hai bên sẽ mãi mãi bền chặt tựa nhau sơn. Chúc cho cô dâu và chú rể chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Vâng, xin chào kính mời món quà ý nghĩa thân thương nhất của đại diện của hai bên gia đình sẽ dành tặng cho nàng dâu và chú rể đẹp trai trong buổi trưa ngày hôm nay. Và xin chào kính mời món quà rất ý nghĩa thân thương nhất
của người mẹ đã sinh thành ra cô dâu Ngọc Thính trong buổi trưa ngày hôm nay. Sau mấy em nọ biết trường đành sạch vùng ở cả bồng sống khá, phải sắp bỏ được tàu và tiền hơn thì giàu và tiền tàu tiền chi. Vâng, xin chào kính mời mẹ và xin chào kính mời toàn thể các bác anh chị, chúng ta có món quà. Chúng ta cùng nhau di chuyển về phía sân khấu. Ban tổ chức chúng tôi gọi đến các bác anh chị, chúng ta sẽ cùng nhau trở về sân khấu ạ. Chúc mừng tích lại bà mẹ Pinong Hạc Panh ơi. Hạc đủ đầu cỏ chí mi trường Panh, Panh đủ đầu cỏ chí mi trường Pha. Pha trường mày đó giảm cỏ mắt đường, Pha con sườn giảm cỏ mắt sầu. Mày là hạc đủ đầu chí sỏ Pha sỏi bém tùa Pha khèn căm. Nghiêng là nghiêng mưu mạo một chí mày là xót mươi đủ là mẹ em ơi. Nghiêng sư mà là xót khèn. Bất chừng mày là khải đủ sắc hán khải quay. Bất chừng mày là khá đủ mẹ em Panh mất nửa sắc hán khải mà. Khàn bền mày hốc mắt xuống bền chìa đù là mẹ em ơi. Khàn bền mày hìa xuống mi bằng. Khàn bền khuất nhưng xuống bền bờ tề na. Khàn bền bờ nà nụ hùng hương. Sao bọn em ấy trường lành sành hùng cả bồng sống khá hả? Sao bọn đồ tàu của thiệt hương thiệt rào của thiệt tàu thiệt chi. Thảo khăn màn dưỡng là xuống phố dung tàu mới tăng sảng hình kinh phương đến ai em ơi. Sau kính mây tinh lại bố mẹ bình đồng hết tố mưu chiều bòm xuân nhỏ. Cho mừng hạnh phúc của đời quý mở bố mẹ bình đồng ơi. Vâng ạ, xin cảm ơn những món quà rất là ý nghĩa đến từ người bố, người mẹ, cũng là người anh, người chị của đại gia đình. Và tiếp tục chương trình thì xin mời món quà của gia đình chị Siên Trương. Xin vâng, quý thức thể quý vị trân trọng và kính mến. Hôm nay pháo nổ quá trời, mẹ chúc hai đứa một đời vàng son. Món quà nhỏ những tấm lòng son, mẹ tặng hai đứa để nuôi con sau này. Sớm sinh một gái một trai, cho tròn chữ hiếu trọn đời mẹ vui. Chúc cho hai em chất nam tình nghiên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin vâng, liên tục chương trình xin mời món quà của chị gái, chị Núi Thắm. Xin đến Anna trao quà cho hai em của mình. Vâng ạ, xin cảm ơn món quà rất là ý nghĩa về cả vật chất lẫn tinh thần mà những người thân yêu nhất đã và đang gửi tới cô dâu và chú rể. Cùng chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Rất vâng, xin cảm ơn món quà của chị Núi Thắm trong buổi trường này. Và xin mời món quà tiếp theo sẽ là món quà của con gái Linh, sẽ nên trao quà cho bố mẹ trong buổi trường này. Trân trọng kính mời. Vâng, cảm ơn món quà ý nghĩa thân thương nhất của con gái đã dành tặng cho bố mẹ và chúc cho con sức khỏe dồi dào, luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của bố mẹ và chúc cho bố mẹ hạnh phúc trăm năm. Hạc cả tàu phồm lành, Panh cả tàu phồm lọt, hảo khăn mặn dân. Sống nong ơi, hảo sung đủ, sung ải êm, mi tăng sản hình kinh phần này nữa. Vâng ạ, xin cảm ơn món quà của người con gái yêu quý của gia đình trong buổi trưa nay đã cùng gửi tặng cho bố mẹ, cùng chúc cho bố mẹ được trăm năm hạnh phúc. Và tiếp tục là chương trình xin mời món quà của người chị gái của chú rể sẽ cùng đại diện cho mẹ của chú rể sẽ cùng dành tặng cho hai người con, hai người em của mình trong buổi trưa nay. Trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin được cảm ơn món quà ý nghĩa thân thương nhất của phái đoàn gia đình nhà trai. Đã mất chút thời gian và Ngọc thì giờ quý báu của mình để cùng nhau trở về với mảnh đất Điện Biên Phủ. Và xin được kính chúc phái đoàn nhà trai sức khỏe dồi dào, phát độ phát tài và luôn thành công, luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Cảm ơn. Vâng ạ, liên tục vào chương trình thì xin mời các bác khách má của chúng ta sẽ trở về với những mâm tiệc của mình để nhận lại những lời chúc tốt đẹp nhất về phía toàn thể quý vị quan viên khách quý. Và liên tục vào chương trình thì xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng tiến về phía những tầng bánh, sẽ cùng nhau tay trong tay chia ngọt sẻ vui và cắt ra những tầng bánh tình yêu, tầng bánh ngọt ngào. Trân trọng kính mời. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị quan viên khách quý, tầng bánh đầu tiên, một nền móng vô cùng vững chắc mà cô dâu và chú rể của chúng ta đã đang dày công vun đắp bao nhiêu ngày tháng. Tầng bánh thứ hai, tầng bánh có sự hiện diện của toàn thể quý vị quan viên khách quý đã cùng trở về đây để cùng chung vui chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Và tầng bánh thứ ba, một mái ấm gia đình, kể từ nay cô dâu và chú rể chúng ta sẽ cùng chung chăn chung gối chung bàn chung cha chung mẹ chung luôn cả những đứa con sinh về sau. Xin mời toàn thể hội trường dành một tràng tay thật lớn để cùng chúc mừng. Xin vâng, chúc các thầy quý vị trân trọng và kính mến. Xin trân trọng kính mời sự hiện diện của chúng ta.
hãy đến trên điểm sân bành đầu tiên của mình và lắc thật mạnh. Trân trọng kính mời chú rể Văn Hậu. Và rất mong cô dâu và chú rể của chúng ta hôm nay ngày vui, ngày hạnh phúc của chúng mình. Cười thật tươi đây đi ạ. Vâng ạ, xin chào kính mời. Dạ vâng ạ, xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng tay chung tay rót ra những chai rượu sâm banh, chai rượu ngọt ngào, chai rượu nồng ấm trong buổi trưa nay. Dạ vâng ạ, những giọt rượu hồng đã đang chảy về phía con tim, đúng không ạ? Vâng, kính thưa tất cả quý vị trân trọng và kính mến, rượu nồng là sự ái ân trong tình yêu, rượu nồng kết nghĩa phu thê, tình ta nồng thắm sum vầy với nhau, cùng chung chung thủy sắc màu tình yêu, chúc cho hai em hạnh phúc trăm năm. Dạ vâng ạ, những làn khói trắng đang trở về đây để cùng chung vui, chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể. Cũng xin chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Dạ vâng ạ, xin mời chai rượu thứ hai, chú rể của chúng ta sẽ cùng bật ra chai rượu thứ hai. Wow, có biết xây một trăm tên thân lớn đi cùng chúc mừng ạ. Cô dâu và chú rể chúng ta hãy cười thật tươi đi ạ. Vâng, kính thưa tất cả quý vị trân trọng và kính mến, vợ chồng thì như thể con tằm và cùng ăn một lá, cùng nằm một nong. Vợ chồng như thể con ong, con cuốn, con quýt, con trong, con ngoài. Và chúc cho hai đứa bạn trẻ sang năm sinh được con trai, con gái hoài mâm. Nếu sinh được con trai nhất định phải làm trưởng phòng công ty, và để được con gái nhất định phải đẹp cực kỳ như hoa hậu giải nhì quốc gia. Chúng tôi xin mời hai em hãy trở về trung tâm sân khấu chính đi ạ. Dạ vâng ạ, xin mời cô dâu và chú rể của chúng ta sẽ cùng quay mặt vào nhau, trao cho nhau kỷ vật thiêng liêng, đó chính là cặp nhẫn cưới. Vâng ạ, kính thưa tất cả quý vị trân trọng và kính mến, và xin dặn kính mời chú rể của chúng ta hãy trao cho cô dâu ngón giáp út, nơi mạch máu chảy xiết vào con tim. Kể từ bây giờ hai đôi bạn trẻ sẽ không chung, không chia và không sẻ cho ai. Mình sẽ là vợ là chồng và chúc cho hai em luôn mãi hạnh phúc và mãi bên nhau. Và bạn xin cảm ơn hai em. Vâng, thật đúng là nhẫn này anh dành tặng em. Ơn trời đã định kết duyên với mình. Em trao nhẫn cưới chung tình, mặc kệ từ đây hai đứa mình có nhau. Và vâng, xin cảm ơn cô dâu và chú rể ta đã trao nhau những kỷ vật thiêng liêng, đó chính là cặp nhẫn cưới. Vâng, và rất mong để của các anh chị chúng ta cùng nhau hướng mắt trở về sân khấu để chứng kiến giây phút trọng đại hạnh phúc nhất của cặp đôi đương trong buổi trưa ngày hôm nay. Chú rể của chúng ta đã sẵn sàng để trao tặng cho cô dâu Ngọc Thính trong buổi trưa ngày hôm nay một nụ hôn nồng cháy không ạ? Cháy mạnh ạ. Và chú rể chúng ta lưu ý ạ, để cho phép những người làm chương trình của chúng tôi để một nụ hôn được thành công nhất, thì nhà quay camera của chúng tôi sẽ ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này, hạnh phúc này. Thì tôi sẽ đếm từ 1 cho đến 3, anh chị bắt đầu hôn. Và ngược lại, MC Hoa Núi sẽ đếm từ 3 trở về 1 thì anh chị mới được rời ra, được chưa? Được chưa? Vâng ạ. Một nụ hôn thế kỷ đó, được chưa? Sẵn sàng chưa? Cô dâu ạ? Vâng. Chú rể ạ? Nhắc nhở cô dâu Ngọc Thính một xíu ạ. Cô dâu hãy cắn chặt môi, kẻo đứa nó rơi vào cổ họng rất là nguy hiểm. Vâng ạ. Và bây giờ thì mời em Minh Dũng ạ. Quý vị ơi, đếm theo bạn tổ chức thôi ạ. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Bắt đầu. Ba. Hai. Hai. Một. Ôi, hết giờ ạ, hết giờ rồi ạ. Cảm ơn, xin cảm ơn cô dâu và chú rể ta. Xin chúc cho cô dâu và chú rể ta được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Vâng, xin cảm ơn hai em và chúc cho hai em hạnh phúc trăm năm. Vâng ạ. Chúc bảo có biến đâu, hai cái ta phồng lành, mạnh cái ta phồng lón, hảo khăn mà dân nơi sống mong đấy. Vâng ạ, xin cảm ơn cô dâu và chú rể ta. Chúc cho cô dâu và chú rể của chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Tiếp nối chương trình thì xin mời cô dâu và chú rể ta sẽ trở về với những vòng tiền của mình để nhận lại những lời chúc tốt đẹp nhất về phía toàn thể quý vị quan viên khách quý trong buổi trưa nay.